từ năm 92 tôi có ước mơ làm cái bảo tàng của cái tranh đồng hồ rồi. Cái việc này không phải dễ mà cũng phải có thời gian, tư liệu thì mới làm được nó. Đến năm nay gần 90 tuổi rồi, tôi cũng muốn là tôi làm cái việc đó để cho thế hệ con tôi và cháu tôi sau này giữ được cái nghề này và một cái danh tiếng cho cái làng đồng hồ. Nếu nói đến cái nghề làm tranh ấy, thì trước cái cách mạng tháng 8 năm 45 thì cái làng này có hai cái nghề làm hàng mã và cái nghề làm tranh. Hàng mã đó thì cứ từ tháng 3 người ta làm cho đến tháng 7, từ tháng 8 âm lịch cho đến Tết thì người ta làm tranh, có tới đến 17 dòng họ làm tranh. Và cứ đến cái tháng chạp âm lịch ấy, thì mang cái tranh ra cái đình để bán. Cái năm 45 ấy, tôi đã được chứng kiến cái chợ đó là mỗi mà gia đình người ta chỉ làm một hai đề tài thôi, chứ không có toàn bộ cái đề tài như của tôi bây giờ đâu. Khi ta khởi nghĩa, đánh Pháp, đánh Nhật thì lúc đó là sơ tán mãi tại trên Thái Nguyên. Cái vùng này là khi Pháp nó đến nó đóng thì gọi là cái vùng hậu địch. Nó về nó ở đây có 3 ngày trời. Tất cả những cái bản khắc nó trẻ cho nó đun hết. Những gia đình nhà nào mà cất đi được, giấu đi được thì còn. Năm 1956, 55 ấy, cả làng người ta không làm hàng tranh nữa mà người ta làm hàng mã. Rất là xót xa. Không làm gì nữa thì người ta mang cái bản khắc, người ta đã đóng cái cánh ở chuồng gà, ta mang ta chắn cái cửa chuồng lợn. Thế thì tôi viết là những cái đó là tôi rất xót. Cho nên tôi cũng khuyên với các vị là các vị nên cất nữa đi. Thế thì nhiều người ta cũng cất đi. Cho nên phải nói là bây giờ những cái sản phẩm mà tranh đồng hồ mà tôi có là từ những khi tôi vào trường mỹ nghệ đó, tôi biết là mình phải có cái nghề này, mình phải sưu tầm nó. Nhưng mà bản in thì chưa có, mẫu giấy thì có. Tự tay tôi ngồi tôi vẽ lại và tôi ngồi tôi mới khắc lại. Bây giờ riêng tay tôi có trên 200 loại và tôi đã khắc được gần 100 loại rồi. Khắc gỗ thì chỉ có cái cây thị mới khắc được nó. Thì cái cây thị nó đặc biệt là nó rất mềm nhưng nó lại dai mà nó lại không có lõi. Cho nên là từ cái chỗ đó thì anh khắc là đường nét nhỏ nó mới giữ được. Thế mà khắc là phải giữ cái chân đê. Trên nó nhỏ nhưng dưới nó phải to. Chính anh vừa khắc mà anh lại vừa là phải hiểu biết được cái đường nét của nó, phải biết sửa nó để cho cái tranh nó hoàn chỉnh. Nguyên vật liệu ngày xưa các cụ làm thế nào tôi làm đúng như thế. Màu sắc như thế nào tôi làm đúng như thế. Giấy là từ cái cây gió, là cái màu trắng là tôi phải xuống Quảng Ninh, tôi mua cái con điệp về. Cái màu đỏ là từ cái hòn sỏi ở núi. Còn cái màu vàng á, ngày xưa các cậu nhà tôi dùng 3 thứ. Nghệ là 1, dành dành là 2, hoa hòe là 3. Cái lá tràm cộng với cái hoa hòe nó ra cái màu xanh lá cây. Rơm nếp với lá tre đốt ra để tạo ra màu đen. Làm ra một cái tranh này không phải một ngày làm được, mà ít nhất là phải mất 5 ngày. Từ cái dây gió này quét cái con điệp này lên là một màu đã. Mà cái màu này là hôm nào nắng thì mới quét được nó. Cái màu đỏ này in màu đầu tiên, ngày thứ hai là màu xanh, ngày thứ ba là màu hồng, ngày thứ tư là màu vàng, ngày thứ năm là màu đen. Nguyện vọng của tôi là tranh đồng hồ nó được sống lại. Và bây giờ phải nói là cả thế giới người ta biết đến, cả nước Việt Nam người ta biết đến. Đấy là cái điều vui. Cho nên tôi phải làm cái nhà trưng bày. Đây cũng là một cái bảo tàng của gia đình nhà tôi, để cho thế hệ con tôi và cháu tôi sau này giữ được cái nghề này và một cái danh tiếng cho cái làng đồng hồ.